kết thúc thời điểm cây bưởi ra hoa, những hoa không được thụ phấn sẽ rụng đi. Số còn lại sẽ tạo thành quả non. Tuy nhiên, không phải 100% số quả này sẽ phát triển thành những quả to đẹp, mọng nước, mà chúng sẽ rụng, đôi khi rụng hàng loạt với tỷ lệ gần 100%. Và một trong nhiều nguyên nhân là do rụng sinh lý. Vậy làm sao để kiểm soát hiệu quả hiện tượng này? Mặc dù ra hoa rất nhiều, nhưng năm nào vườn bưởi này của gia đình ông Toàn đều chỉ cho thu hơn 20 quả mỗi cây. Đây là năng suất chỉ tương đương với 25% tiềm năng. Theo ông, cứ sau khi ra hoa, đặc biệt là đậu quả non, quả chút hàng loạt. Bưởi nhà tôi là dòng từ 2006, nhưng mà năm nào thế chỉ 80 gốc mà chỉ được độ 1.600-1.700 bưởi thôi. Đấy, với tiêu chuẩn người này gốc so ra bình quân thì rất ít. Thế coi như là rãnh luống các thứ cỏ dại không đến mức độ tốt. Cây cối đây như này cũng không phải là xấu. Cơ chế của quá trình rụng quả có thể hiểu một cách đơn giản. Rụng là một quá trình sinh lý dẫn tới sự tách rời một cơ quan như lá, hoa, quả ra khỏi thân cây. Theo các chuyên gia, rụng quả sinh lý trên cây bưởi có thể là do tính di truyền, sự thừa hoặc thiếu các chất dinh dưỡng, kể cả những nguyên tố vi lượng như bo, kẽm, sắt, diễn biến thất thường của thời tiết. Thực tế là một cái cây là bao giờ nó cũng ra hoa tới hàng nghìn hoa, thế và nó cũng đậu quả tới hàng trăm quả. Đấy, thế nếu mà để tự nhiên thì cây đó không bao giờ nuôi nổi và bao giờ nó phải có một cái gọi là những cái đợt rụng, gọi là rụng sinh lý. Khi mà bắt đầu ra những cái quả nhỏ như thế này thì cái hoạt chất mà trong nó lại sẽ dẫn từ hoạt chất là quả lại sinh ra. Do vậy là nó không đủ để giữ được cái quả này thì hình thành tầng rời có ưu thế lớn hơn thì hiện tượng rụng quả. Đó chính là cái điểm này. Để chúng ta nhìn thấy cái điểm này. Đấy, cái điểm này chính là điểm rụng. Quá trình này là do các hormone điều khiển làm phân hủy tế bào tạo thành một tầng rời tại một vùng đặc biệt gọi là vùng rụng. Vùng này có thể là gốc cuống hoặc giữa cuống với quả. Các hormone trong cây tạo thành tầng rời là axit acetic và ethylene. Cái nguyên nhân của hiện tượng rụng sinh lý này là do quá trình hình thành nên hai cái chất chính để làm quá trình rụng quả, đó là chất ethylene và chất axit apric, người ta ký hiệu là AAB. Thì hai chất này đồng thời hoạt động làm cho quá trình hình thành tầng rời diễn ra rất nhanh. Và như vậy khi bắt đầu quả đã được tụ tinh, thụ phấn và hình thành hợp tử và bắt đầu thành phôi, thành bầu quả thì quá trình này nó diễn ra làm cho cái hiện tượng hình thành tầng rời nó diễn ra rất nhanh và gây ra hiện tượng rụng quả. Lý trên cây bưởi diễn ra vào hai đợt. Đợt 1 thường xuất hiện khi quả còn non bằng ngón tay út, tức là khoảng 3 tuần sau khi đậu. Đặc trưng của đợt rụng quả này là quả mang theo cả cuống. Đợt thứ hai là khi đường kính quả đạt khoảng 3-4 cm, đặc trưng là quả rụng không cuống. Mọi năm ấy thì khi mà rụng quả non và rụng hoa là rụng luôn cả cái cuống. Đấy, nhưng mà năm nay này lại hiện tượng này lại không rụng cuống, có nghĩa là cuống vẫn ở trên hoa, trên cây nhưng mà quả và hoa thì lại rụng. Năm nay thực ra cái điều kiện nó lại khác biệt so với mọi năm thế này này. Những năm trước thì có thể mưa phùn kéo dài hoặc là mưa phùn ngắn ngày thì là chúng ta còn phòng, chúng ta đưa ra các biện pháp hỗ trợ. Đấy, nhưng năm nay chúng ta cứ nghĩ rằng điều kiện thời tiết quá thuận lợi cho vấn đề ra hoa đậu quả. Cả một năm trời là chúng ta chăm sóc, đầu tư vào, nhưng cái hiện tượng rụng quả thì làm cho chúng ta mất cả một năm. Tức là chúng ta đợi một quả bưởi từ đầu năm đến cuối năm thì hiện nay là không còn nữa. Theo nhiều chuyên gia về bưởi, năm nay cây bưởi rụng hoa, rụng quả nhiều, tỷ lệ này lên tới 50%. Hầu hết các vùng trồng bưởi lớn đều gặp tình trạng này. Đầu vụ vào cái thời điểm ra hoa đậu quả của bưởi thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó thuận lợi. Nhưng đến giờ này thì khoảng 50% số vườn là cái tỷ lệ đậu quả rất thấp. Mình đi rất là nhiều nơi thì ở vùng Hà Nội thì rất là nhiều. Đặc biệt là các vườn bưởi mà ra hoa muộn ấy thì khi quả nó mới có bằng cái đầu ngón tay thì tỷ lệ rụng rất là cao.
Trong khi nhiều nông hộ trồng bưởi năm nay mất mùa, thì vườn bưởi này của gia đình ông Truyền vẫn cho tỷ lệ đậu quả khá. Trung bình mỗi cây hiện đều có từ 35 đến 70 quả. Bí quyết của ông đó là chọn giống tốt, ra quả liên tục và chăm sóc đúng thời điểm. Khi bắt đầu ra hoa, hoa bắt đầu nở thì tôi phun cái thuốc sai hoa đậu quả để cho nó có cái tác dụng cho nó hoa quả nó tốt lên. Theo tiến sĩ Vũ Hồng Quảng, để hạn chế sử dụng quả sinh lý trên cây, một trong nhiều yếu tố quan trọng là hạn chế được sự hình thành tầng rời ở quả. Và cụ thể là cần ức chế được sự hoạt động của hai hormone là ethylene và axit acetic. Cái quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải tác động cái chất điều tiết sinh trưởng. Thì cái chất gibberellin và auxin đấy thì lập tức khi bắt đầu phun vào thì sẽ kìm hãm quá trình sản sinh ra cái chất chất ethylene và chất và acid acetic. Như vậy thì nó làm cho quả được giữ trên cây và không bị rụng. Rụng sinh lý là đương nhiên là cái chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây và đến giai đoạn đó phải rụng. Còn để hạn chế được cái hiện tượng rụng đó thì chúng ta có thể hỗ trợ những cái sản phẩm tức thời cho nó. Bình thường, tế bào trứng sau khi thụ tinh xong sẽ phát triển thành phôi, sau đó là hạt. Bầu nhụy lớn sẽ phát triển thành quả. Phôi hạt là nguồn tổng hợp auxin quan trọng. Auxin này sẽ khuếch tán vào bầu và kích thích bầu sinh trưởng thành quả. Vì vậy, quả chỉ được hình thành sau khi thụ tinh. Vì nếu không có thụ tinh thì không có nguồn auxin nội sinh cho sự hình thành quả. Tuy nhiên, trong trường hợp lượng quả trên cây quá nhiều, lượng auxin nội sinh không đủ hoặc ít hơn so với các chất ức chế hình thành tầng rời thì quả sẽ rụng. Lúc này nếu sử dụng chất điều tiết sinh trưởng để phun cho cây, chúng sẽ thay thế nguồn auxin nội sinh vốn hình thành trong phôi. Chúng ta bổ sung từ ngoài vào, bản chất trong cây nó có nhưng vì nó thiếu hụt cho nên nó mới rụng quả thì chúng ta sẽ phun vào để cho cây nó hấp thụ được cây đấy. Qua lá hấp thụ được ngay, tại vì nó bản chất những chất điều tiết sinh trưởng này nó hấp thụ trực tiếp qua lá luôn và như vậy nó sẽ đi vào quả luôn. Do vậy là nó sẽ ngăn quá trình hình thành tầng rời. Sử dụng chất điều tiết chống rụng quả có tác dụng lớn như vậy, nhưng theo tiến sĩ Vũ Hồng Quảng, việc phun thuốc phải đúng tỷ lệ và liều lượng. Bởi sử dụng ở liều lượng hợp lý, các hormone kích thích sinh trưởng sẽ giúp ức chế sự hình thành tầng rời trên quả. Nhưng khi sử dụng nồng độ không đủ hoặc dư thừa, tác dụng này sẽ không còn. Quan trọng nhất là tỷ lệ, tại vì nếu quá cái thì nó sẽ biến dạng về quả. Còn nếu mà ít quá thì nó không đủ ngăn chặn tầng rời. Ngoài ra, việc sử dụng các chất này cũng phải đúng thời điểm mới đem lại hiệu quả mong muốn. Theo đó, việc bổ sung cần thực hiện trước những giai đoạn cây rụng quả sinh lý. Dựa vào cái nguyên lý đậu quả thì chúng ta thấy rằng là khi giai đoạn bắt đầu ra hoa rộ thì chúng ta phun một lần. Và khi bắt đầu kết thúc ra hoa, chúng ta phun một lần thì như vậy là nó sẽ tạo ra một cái cây bưởi này rất nhiều quả. Bên cạnh bổ sung chất điều tiết sinh trưởng, theo các chuyên gia, nhà vườn cũng cần bổ sung thêm phân vi lượng cho cây. Theo đó, phân vi lượng như canxi có tác dụng gắn các tế bào lại với nhau giống như keo. Kết hợp với vi lượng bo sẽ giúp vách tế bào mềm dẻo, tăng khả năng kết dính, quá trình rụng quả sẽ được hạn chế. Đồng thời, khi tế bào kết dính, bền, nguồn bệnh ít có cơ hội xâm nhiễm, quả cũng được bảo vệ tốt hơn. Trong khi đó, nếu không có keo canxi, tế bào xê dịch tự do, nguy cơ rụng quả hoặc nguồn bệnh xâm nhiễm cũng cao hơn. Sung thêm một số cái vi lượng nữa để làm cho quá trình hình thành lên quả cũng như là cái tiếp giáp giữa quả và cuống quả nó không bị rụng nữa. Ví dụ như hiện nay chúng tôi sử dụng thêm cả một cái số vi lượng như là bo và thứ khác thì nó sẽ tăng quá trình đậu quả. Khi mà người ta sử dụng những cái dinh dưỡng, có nghĩa là người ta đưa vào, ví dụ tôi nói cái hàm lượng canxi và hàm lượng bo, người ta đưa cùng với phân tổng hợp vào thì có nghĩa là hàng ngày hàng tháng người ta sẽ duy trì được một cái dinh dưỡng nhất định ở trong đất và cây cứ thế là hút để duy trì cái sinh trưởng phát triển. Đấy thì hạn chế được vấn đề hình thành tầng
rời. Hoặc trong giai đoạn nhạy cảm, đặc biệt ra hoa đậu quả, người ta sử dụng những cái sản phẩm mà có canxi hoặc có bo thì nó thành kết dính, những cái tế bào nó kết dính lại nhau và nó không hình thành tầng rời đó. Và cái công việc đó là chúng ta phải dùng thường xuyên. Chứ còn bây giờ cả năm mà chúng ta không bón, không đưa dinh dưỡng vào trong đất, cả năm chúng ta không phun hỗ trợ cái gì cả thì đương nhiên cái vấn đề hình thành tầng rời nó sẽ cao. Nắm được điều này nên bên cạnh việc bổ sung các chất tăng khả năng đậu quả, trong quá trình chăm sóc, ông Truyền luôn bổ sung dinh dưỡng đa lượng, vi lượng và nước cho cây đúng thời kỳ, đủ lượng suốt cả năm. Theo ông, việc bổ sung này sẽ giúp cây nuôi được những quả đã đậu và đảm bảo chất lượng khi thu hoạch. Khi mà quả đã đậu rồi đấy, thì phải chăm bón cho nó để cho nó giữ được cái, nó tăng cái phát triển của quả lên. Cây vẫn giữ được cây xanh, lá vẫn giữ được và quả nó lớn nhanh hơn và không rụng, đảm bảo không rụng. Thì vẫn phải cho phân thôi, NPK hoặc là đậu tương xay. Giai đoạn này là giai đoạn quả nhỏ là giữ được, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tác động thêm các cái yếu tố biện pháp kỹ thuật như phân bón và phun các cái bón phân các đợt trong năm để cho quá trình quả nó lớn lên. Đấy, và như vậy thì chúng ta sẽ đáp ứng được cả yêu cầu đầu tiên là chúng ta giữ được quả. Và yêu cầu thứ hai là phải bón dinh dưỡng và tưới nước đủ cho cây để cây nuôi quả lại đủ. Cây quả có múi nó cần và nó cần từ 13 cho đến 10 năm dưỡng chất. Nên chúng ta phải bổ sung thường xuyên. Hàng tháng, có như tháng nào chúng ta cũng phải đưa cung cấp dinh dưỡng vào. Bình quân khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng là chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng một lần. Và trước khi thu hoạch khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng thì chúng ta phải ngừng cung cấp dinh dưỡng. Với những cây bưởi sau khi đậu quả khoảng 1 tháng, theo các chuyên gia nông nghiệp, thời điểm này nhà vườn có thể bổ sung dinh dưỡng đa lượng cho cây. Lượng phân bón cho cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi cây, nền vườn, chất đất, thế sinh trưởng. Nếu như sau khi thu hoạch, bà con đã bón nhiều phân, cây sinh trưởng mạnh, lá xanh tốt, thì bà con bón phân trong giai đoạn này ít và ngược lại, thấy cây còi cọc, lá không xanh thì cần tăng thêm lượng phân bón. Trong giai đoạn này thì thường người ta sẽ bón một, đối với một cây mà có cái tuổi từ 8 cho đến 10 tuổi với cái mong muốn số quả trên cây vào khoảng 100 cho đến 150 quả trên cây thì người ta thường bón là bổ sung là 100 gram đạm và 100 gram kali cho một gốc. Đạm và kali tham gia vào thành phần cấu tạo nên tế bào cây, vận chuyển các chất dinh dưỡng để nuôi quả. Khi ra hoa đậu quả, cây phải huy động một lượng nhất định, do vậy bà con cần bổ sung thêm dinh dưỡng này cho cây. Khi bón, cần phải bón đúng lượng, nếu bón thừa hoặc thiếu, có thể gây rối loạn hay mất cân bằng trong toàn bộ quá trình trao đổi chất của cây. Một biện pháp nữa để hạn chế bưởi rụng quả, đó là tưới rửa bằng nước lã cho toàn bộ cây ngay sau những trận mưa axit. Những trận mưa này thường diễn ra vào đầu mùa. Vì là năm nay có cái đợt mưa muối thì là tạo ra cái mưa muối gây trực tiếp vào quả sẽ tạo ra sự chết quả, làm cho quả nó không có khả năng chống chịu vào đấy, sẽ rụng quả rất là nhiều. Sau những trận mưa, chúng ta thay bằng cái vận động tác phun nước nã, phun thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta mang nước nã ra chúng ta phun. Đấy, khi đó chúng ta có thể là giảm được cái hàm lượng axit sau những trận mưa. Bưởi là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao và được mở rộng nhanh chóng những năm trở lại đây. Theo số liệu của Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích trồng bưởi của cả nước đã tăng tới 13.000 ha so với năm 2016. Một số địa phương trồng bưởi nổi tiếng ở khu vực miền Bắc là Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ. Mặc dù mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng tại khu vực miền Bắc, thời điểm ra hoa đậu quả và quả nhỏ, cây bưởi thường gặp điều kiện thời tiết bất lợi. Với những biện pháp chăm sóc định kỳ và hỗ trợ tức thời, cây bưởi sẽ có khả năng nuôi quả và giữ quả tốt. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo năng suất thu hoạch và hiệu quả kinh tế cho các nhà vườn.